là anh chụp một tấm ảnh nhá. Vâng. Anh chụp một tấm ảnh để mấy đứa à, anh đi in ra cho Hải cái sự nhá. Vâng. 1 2 3 2 3. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hiện tại là mấy anh em đang hoàn thiện xong cái phần sân rồi. Bây giờ thì phần sân đã đi vào và cứng cáp hết rồi. Mấy anh em có thể là ở trên này tung tăng nhảy múa thoải mái hết rồi cô bác ạ. Cháu Hải xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Đấy, hôm nay thì vừa rồi thì mấy anh em cũng vừa hoàn thiện xong ở cái phần bên kia đó các bác. Hôm nay thì cháu Lực lên, cháu Lực có đem lên một phần quà là của bác là Trần Thị Tiên, là bác ấy gửi cho cháu Lực. Cô bác ạ, tại một tí nữa, bây giờ thì mấy anh em sẽ đi vào và bóc cái phần quà đấy. Rồi thì một tí nữa anh em sẽ lại bóc những cái tấm ván mà cái video trước mà cháu Lực đã ghi hình là để mà dùng chắn cái phần là xi của bác. Đấy, hôm nay thì cả ông cả sử là đều lên trên này cả. Đấy, hôm nay Hải thì không đi học sao không Hải? Sáng nay học ạ. Sáng nay học à? Vâng. Sáng nay học đến cái gì đây? Bật bẩn đấy. À, không phải như kiểu là mụn đầu đen đen đấy các bác. Tưởng là mặt bẩn. Dây này, dây chuyền này đẹp đấy nhỉ? Vâng. Ai mua cho đấy? Bà An Phạm. Bà An Phạm là gửi cho à? Vâng. Ừ. Vậy ở đây thì Hải với Sử là ai cũng có một dây cô bác, được là bà An Phạm gửi cho. Hải thì không biết lạnh à? Không lạnh à? Vâng. Ồ. Thời tiết thì mấy hôm nay thì ấm ấm một chút cô bác này, ấm nhưng mà vẫn còn kiểu nắng ấm thôi. Vậy ở đây thì này, mấy anh em vừa làm xong xẻng cuốc còn vẫn còn chưa giữ được, chưa cất được. Chỗ này là ok đấy nhỉ? Đấy, bây giờ thì nước chảy từ bên kia sang thì nó sẽ sang bên này và đổ đi chỗ phần đồi măng nứa kia rồi cô bác ơi. Đấy, bây giờ thì anh em bóc cái phần quà này đó nhỉ? Anh bóc cái phần quà đó nhá. Khi làm cái quả sân xong thì Sử thấy như nào? Thấy đẹp ạ. Thấy đẹp à? Vâng. Mất này là gì đây? Đây là phần quà này thì được bác Trần Thị Tiên, là bác ấy gửi cho cháu Lực của bác ạ. Đây là trên chỗ khu nhà của bác cháu của bác này. Và bây giờ mà nắng ấm lên ấy, thì ngồi ở đây gọi là rất là ấm áp. Như hôm trước cháu Lực có làm cái phần sân của bác, video trước thì cô bác có nói cháu Lực rằng là phần sân phải để thấp hơn cái phần hành lang. Thì hiện tại là cháu Lực vẫn làm thấp hơn cô bác. Và ở cái phần bên này thì cho phép cháu Lực là không có làm cho nó nước có chảy đi xuống dưới các bác. Tại vì nước có chảy đi xuống dưới thì nó sẽ sau này nó sẽ ảnh hưởng ở cái phần mà đất phần đất của các bác này, sợ nó sẽ bị lún xuống ấy. Cho nên là cháu Lực làm ở chỗ này.
nó hơi bị thấp thấp một chút, nó chảy sang bên kia. Đấy, mưa thì nó sẽ chảy ra bên kia, còn hướng bên kia thì nó sẽ chảy ra bên kia hết rồi các bác. Hôm nay thì sự là làm đây, ra bên này, đây vào đây, vào trong cái nhà mới đi. Trong nhà mới luôn. Có dao ở đây không? Không có rồi. Không có à? Vâng. Anh xem ở đây có dao không? Em thử bóc bằng dính xem bóc được không? Vâng. Bóc bằng dính. Đây, đây. Cái hải là đây, áo khoác này, ôi, đây còn là áo mới luôn này các bác này. Đây, mặc đi cho này. Đây. Đây là, à, có hai cái này, áo đôi sao các bác. Sử cái hải thì được mỗi người một cái luôn này. À, mặc đi. Còn à, ở đây là tôi nhìn thấy là có những cái áo len này các bác này. Áo len, đây là có một cái áo. Và đây cộng thêm là đây thêm một cái áo nữa. Thêm một cái áo nữa, đây xử thì mặc xem nào, được không? Đây, thử mặc cái kia xem nào. Bên này là gì? Bên này là. Đây xử thì bỏ xem, đây, ở đây là có bốn thứ là có hai nha anh. Vâng. Ui, vẫn còn mới anh nhỉ? Vâng. Đấy, khi mà các bác gửi quần áo cho ấy thì là mấy anh em là phải mặc thường xuyên là đổi mạc nhá. Vâng. Áo ấy to hơn à? Vâng. Đấy, thì em thử mặc cái này xem nào. Cái này. Em phải đứng dậy lên xem nào. Đấy, hai em đứng dậy lên xem nào. Ồ. Là vừa rồi, không phải to đâu. Em thử bỏ cái này ra để xem cái này xem nào. Để cho Hải thử cái ở dưới nữa. Vâng. Hải thì thử cái này xem nào. Đây, thì cái này có hai cái. Hai anh em là có đồ cặp hết cô bác này. Vừa rồi thì em xử là thử một cái bên kia rồi, bây giờ lại tiếp tục là thử cái bên này. Xử có thấy đẹp không? Có. Hải thử xem có vừa không? Vừa chưa? Vừa. Ưng không xử nhỉ? Có. Có à? Vâng. Đẹp không? Có. Còn cái này là cái của Hải đấy này. Đấy, anh em là mỗi người được hai cái nhá. Vâng. Còn ở đây xem nào. Đấy, đâu? Để đến ra đây đã. Xem nào, xem bên cái này đã. Hãy để đi ra đây. Ở đây thì cái sàn này thì sạch rồi, cho nên là không sợ nó bị bẩn này. Đấy, đảo nó hết ra bên này xem nào. Xem áo tiếp theo, xem là có áo nào của ông không. Ồ, dè. Mất đúng cái này ra dè. Bán vô mà đằng này đấy mà chừng năng tao chưa? Năng nữa chưa? Năng mình nữa. Ồ, cái này là cái của sử thôi. Rất là to này. Xem áo này là áo của. Ồ, ở đây cũng là của sử thôi này. Xem áo nào vừa ông không thì Dân kia chói. Dân kia chói à? Thức bài. Dân kia. Thức bài này. Hầu như là ôi áo này là chắc là ông mặc vừa cho cô bác này. Đây dè đúng không đây. Đây ở ông thì ở bên trong là vẫn còn là mặc là cái áo mà hôm nọ cũng được bác là tiên là bác ấy gửi cho nữa. Nào nếu mà lạnh thì mặc thêm một cái áo này đi Hải. Đấy, khoan đi. Đấy. Còn cái này thì một tí nữa anh xử là ôm về nhá. Anh để đây đó nhá. Còn bóc ở bên này đó. Ôi ra đây. Xem là cái này là vừa của anh. Đây là vừa sử dao đây, sử mặt đây. Vâng. Như cái áo này thì vừa có mũ luôn, thành ra là mình không phải là đội mũ thêm nữa. Cái ông thì cũng có một cái rồi cô bác ạ. Còn ở đây thì có hai cái áo đôi thì
là bộ Everest, một bộ là màu đen, một bộ là màu xanh xanh một chút. Còn ở đây có thêm một túi nữa các bác, túi này thì cháu Đức chưa có mở ra, biết là bên trong là cái gì. Thôi cũng là quần áo này, thế để anh bỏ hết ra, anh là bỏ hết ra nhé. Vâng. Đấy, tại vì là có một số bình luận ở trên kênh nói rằng là tại sao cháu Đức lại bỏ ra hết, trong một tí nữa thì lại lấy vào các bác. Thì bây giờ nếu mà cháu Đức không có bỏ ra hết thì sợ rằng khi mà các bác bị quà cháu Đức ấy, lại nghĩ là cháu lại buồn vì khi mà các bác gửi cho cháu Lực không có tận tâm mà mở ra hết. Và còn là một lý do nữa rằng là khi mà các bác gửi cho thì cháu Lực rất là sợ trong cái phong bì, thì cháu không biết. Nào, ngồi đây, đẹp chưa? Có ạ. Đây, còn thêm một cái áo này nhé. Anh em là mỗi người là đồ đôi nhỉ? Vâng. Xem nào, cái này là người của ai? Đây, cái này là của... Ui, cái này là của Hải thôi, vừa của Hải thôi này. Nhưng mà dài quá, phải ông mới vừa. Cái này thì vừa của ông này. Đây xem. Đấy, cứ xem cái nào vừa của ai thì sẽ cho ăn người đấy luôn. Đấy, ông mình sờ cảm nhận xem là áo của cấm mốc nào. Cái áo này là như kiểu áo gió này, có thể là mặc là đi đánh cỏ hay là đánh củi đấy, cái áo này. Vâng. Thuộc dạng như kiểu một lớp ni lông đấy. Vâng. Đấy, đây cũng có thêm một cái này, là có hai cái luôn. Đây, ở đây là các bác gửi cho, là gửi cho gọi là như kiểu là mấy anh em là muốn được một cái. Còn ở đây thì em Hải thì không mặc cái áo này đâu, chắc là chỉ có ông với lại Sử là hay đi lấy củi, đấy có thể là mặc cái này thôi. Đấy, còn ở đây thì cái áo này thì chắc là chỉ dành riêng cho ông rồi. Rồi áo này thì như... Này, đây phải nung cũng đấy nhá. Đâu ra? Nó. Đấy, nung nhá. Đấy, Sử thì khoác lên cái áo này cho nào. Đấy. Đấy. Còn là cái này thì anh để vào đây cho nhá. Vâng. Anh để vào đây cho nó nhá. Vâng. Hải lấy cả của ông để ở đây đó. Xong rồi mặc này rồi. À, đứng dậy. Không, cho bác Kiên bác cái gì xem là có đẹp không? Có hợp không? Đấy. Ai đợi ông khoác lên xong thì mấy em sẽ đứng dậy. Nào, đây này. Anh, mặc cái này chứ. Không phải đưa cái này. Em mặc cái này chứ. Thì em chỉ cần khấn nhé. Dưng bảo thế nào. Đấy. Ông thì cái này là vừa ông có làm bánh chất nữa. Rồi. Nè, còn là vẫn cái này giờ đây đấy. Đấy. Ui. Như thùng ăn. Ông bảo là có hai cúc của bác. Đấy, em Sử em Hải đi đây, ra đây xem nào. Đấy, hai anh em Hảo đứng đây xem nào. Đấy, hai anh em với ông. Đấy. Hải thì thấp hơn, còn Sử thì lớn hơn. Có vẻ là trong một thời gian này nhìn Hải có vẻ béo hơn đi nhỉ? Nhìn Hải có vẻ béo hơn, còn ông thì được một cái áo này, vừa một cái áo này với lại thêm là một cái thêm là một cái hai cái áo len. Thế là rất là đẹp rồi. Dạ, anh chụp một tấm ảnh nhá. Vâng. Anh chụp một tấm ảnh để mấy nữa. Anh đi in ra cho Hải với Sử nhá. Vâng. Xong là cười nhá, ghe ngáo này đây. Cua ngáo lên, ngáo lên. Đấy. 1, 2, 3. 2, 3. Rồi anh chụp một kiểu đứng nữa. Thì anh chụp chụp riêng mỗi người thêm một tấm nữa nhá. Vâng. Hải này cười nhá, ghe cua lại áo lên, ngáo lên cua. Đấy. 1, 2, 3. Rồi. Hay là đứng ra dưới nhà này để anh chụp một ý. Vâng. Đứng ra dưới nhà này. Anh chụp cho ba ông cháu để mấy nữa anh đi lạnh cho nhá. Vâng. Ma dê, dậy miếng tráng mà nè. Dậy miếng tráng rồi. Miếng tráng rồi. Đấy, anh chụp cho từng người một. Đấy. 1, 2, 3. Rồi. Thì bây giờ hai em ra để anh chụp cho ông nguyên một tấm ông ấy nhá. Vâng. Cua dậy không? Cua dậy. Cú mạng. 1, 2, 3. Đấy, rồi. Bây giờ thì... hai anh em Hải Sử lại đứng một tí. Ra xe cảm ơn đây bác còn. Làm chút hơi để tôi lát một nào. Hải thẳng cái đầu lên, thẳng cái đầu lên Hải. Rồi. Anh lấy lên cả cái lính nhà chút nhá. Rồi. Chụp cho. Hay bây giờ anh chụp cho Sử một tấm hình riêng nhé. Vâng. Rồi.
hải ra nhé. Đấy, chụp như thế thì sau này còn có cái kỷ niệm. Bây giờ hải ta tiếp đi. Rồi, bây giờ hai anh em vào khoác tay. Đấy. Rồi thì chụp với ông hết rồi các bác nhá. Thì bây giờ cháu Lực sẽ chụp cho hai anh em để cho sau này hai anh em lúc lớn lên rồi thì còn có một kỷ niệm các bác. Đấy, hai anh em khoác tay khoác vai tí, tạo thân mật tí, có thể hôn nhau thì hôn ít tí. Đó. Rồi, áo váy của lúc lít rồi đấy. Ok chưa? Đấy, để vài nữa anh đi. À vừa rồi anh chụp cho riêng Sử đúng không? Vậy. Rồi, đây xem nào. Nhưng mà thôi, tấm của Sử này chụp lại. Đấy. Mở mắt ra cười cười nhá. Vâng. Mắt ra cười, cứ cười tươi nhá. Cười tươi nhưng mấy ảnh nó đẹp. Nào, 1, 2, 3. Cười cười cười. Rồi. Rồi. Còn cái áo ấy thì một tí nữa cất đi nhá. Vâng. Bây giờ thì anh em mình ra dọn hết chỗ này ra nhá. Ở bên phần bên này này. Vâng. Phần bên này. Đã trao cái phần quà cho ba ông cháu xong rồi bác. Phần quà này là của bác Trần Thị Tiên, là bác ấy gửi. Bây giờ thì hai anh em là gửi một lời cảm ơn tới đấy bác Trần Tỳ Tiên nhá. Vâng. Mic đầu rồi, ở đây. Rồi. Rồi. Con cảm ơn bà Trần Thị Tiên đã gửi quần áo cho ba ông cháu. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Ở đây thì em có vui không khi mà được các bà các bác gửi cho rất nhiều quần áo như này? Có ạ. Có ạ. Vâng. Gửi rất là nhiều quần áo, là không phải là mình là để cất đi đâu nhá. Vâng. Không phải cất đi để cho mới đâu nhá, để cho mình mặc nhá. Vâng. Được chưa? Vâng. Rồi, áo thì mang ra thay đổi thường xuyên, xong là mang mặc thường xuyên. Đấy, ở đây thì khi mà anh lên ghi hình ấy, thì có thể là một cái áo các em mặc độ tầm 2 hôm. Mùa này thì mà có thể mặc được 2 hôm áo khoác ấy nhá. Vâng. Đấy, còn cái áo ở bên trong thì có thể là thay nhá. Vâng. Rồi, nào hãy. Con cảm ơn bà Trần Thủy Tiên đã gửi quần áo cho ba ông cháu. Con chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Rồi, đấy Hải thì quần áo ấy thì anh cũng đã vừa như dặn như anh Sử rồi nhá. Vâng. Là quần có quần áo thì không mang đi cất ở trên gác nhá. Vâng. Là mang về để mà mặc để cho nó ấm nhá. Vâng. Còn đi học bây giờ thì có thiếu thốn cái gì không? Không đâu ạ. Không đâu ạ. Vâng. Thư kẻ, compa, bút viết này kia còn không? Còn ạ. Còn à? Vâng. Nếu mà còn thì bảo anh nhé. Vâng. Đấy, bảo anh thì anh sẽ mua cho hai anh em. Đấy, bây giờ thì Hải thì có thể là đi học suốt đấy cô bác, cho nên là cháu Lực ít khi là ghi hình với Hải. Đấy, hôm nay thì Hải cũng đi học về sớm, và sau một quá trình một thời gian không gặp anh thì có nhớ không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế sau khi mà đi học về tới nhà là mỗi lần anh lên là thấy một cái góc nhà của mình khác đi thì Hải thấy như nào? Thấy rất là vui ạ. Thấy rất là vui à? Vâng ạ. Có thích không? Có ạ. Có đi học thì có bạn nào còn trêu mình nữa không? Không đâu ạ. Không đâu à? Vâng. Là hết trêu đúng không? Vâng. Thế các bạn có nói là mình sắp có nhà mới chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Đấy, ở đây thì khi mà cháu Lực điên chia sẻ đấy cô bác, thì có một số bạn của Hải thì cũng đã vào kênh của cháu Lực là xem rất là nhiều. Đấy, tại vì là cũng biết là Hải có cái hoàn cảnh như vậy thì cũng vào xem. Xem là như thế nào, xem là khi mà cháu được ghi hình và ở trường, ở lớp, hay là có Hải có thay đổi gì không. Đấy, ở đây thì các em thay đổi rất là nhiều. Đấy, có thể là rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm. Cháu được nói là 1-2 hôm ấy, nhưng mà bây giờ hiện tại là mấy anh em thợ cơ khí ấy, đang làm ấy cô bác. Hôm nọ làm thì do là không may là có cái anh bị cơ khí ấy, bị tai nạn trong cái phần là lao động, thì phải trì hoãn lại thêm độ tầm mấy hôm nữa thì các anh mới hoàn thiện xong được cô bác ạ. Rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác nhé. Cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Đấy, hôm nay thì ở nhà thì về sớm thì có hộ hộ anh Sử làm gì không? Có ạ. Sẽ hộ anh Sử làm gì? Chắc là một tí sẽ đi nấu cơm. Đi nấu cơm à? Vâng. Thế tối nay thì nấu cơm. Thế mỗi lần Hải ăn cơm thì ăn được mấy bát bây giờ ấy? Được 3 bát. Được 3 bát à? Vâng. Được 3 bát thế là lớn nhanh đấy. Thảo nào nhìn thấy thay đổi khá là nhiều các bác này. Trong thời gian vừa rồi thì được các bác giúp đỡ rất là nhiều. Và
và đặc biệt là bà An Phạm là hầu như tháng nào cũng đều gửi tiền cho các em, thì các em có tiền để mà đi mua thực phẩm, ăn uống mọi cái này. Đấy, bây giờ thì ông cũng đang chiêm ngưỡng ở bên này, em Sử thì cũng đang chiêm ngưỡng ở bên này. Đấy, hai ông cháu là mỗi người chiêm ngưỡng một cái chỗ, một cái vẻ đẹp riêng. Đấy, ở đây thì trên cái phần đầu của em Sử đấy, phần cửa sổ của bác này, thì cháu được ở chỗ này là không có cái máy hiên ra, thì cháu được sẽ làm thêm cái phần để mà che cửa sổ, cũng như là sợ sau này là nước nó sẽ như kiểu nước nó sẽ tắt, như kiểu nó tắt vào cửa sổ của bác. Ở đây thì em Sử cũng đã biết là cái này để làm gì rồi, đúng không Sử? Vâng. Rồi. Đấy, còn ở phần ra bên hông nhà của bác, ra phần hông nhà bên này thì vừa rồi khi mà cháu Lực đang lên ấy, thì cũng được là em Sử cùng với lại ông là làm hoàn thiện thêm cái phần này rồi. Ở đây là chỉ còn là một chút thôi, cho nên là nếu mà làm thì cũng rơi vào tầm độ một tiếng nữa là xong mọi cái rồi. Đấy, bây giờ nước của nó, nước thoát đấy các bác, thì nó sẽ chảy ra hướng bên này các bác nhé. Và ở dưới kia thì cũng đã đào cái ránh mọi cái xong rồi, thì nó chảy đi xuống dưới thì rất là yên tâm và rất là an toàn các bác. Ngôi nhà của các em thì có thể là đợt mới đào các bác thì nó còn là dính như kiểu là mình đất mượn ấy, nhưng mà cái đất mượn của nó là từ đến đây thôi các bác nhé, từ đến đây này đi xuống dưới này hất ra độ tầm 1 mét thôi là cái đất mượn, còn từ đây hất vào nhà thì nó là cái đất cứng rồi, cái đất thịt của nó rồi. Đấy, ông thì cũng đang là đi chiêm ngưỡng thêm một vòng đó các bác này. Đấy, đến thời điểm hiện tại thì phải nói là ông cũng yên tâm rằng là về sau ba ông cháu có ngôi nhà khang trang và ngôi nhà mới để ở. Đấy, có thể là như cái bàn này ông cũng chưa biết là để làm gì, thì cháu Lực sẽ đưa ông đi vào xem. Mà đây răng bắt là gì? Viên này đấy, càng bà kiểu càng là nổ. Đấy, và đặc biệt là hôm nọ bà An Phạm có nói với cháu Lực rằng là nên mua một cái bàn để ở đây ăn cơm không á, thì cháu Lực cũng đã nói với bà rằng rồi, thì nếu mà mình mua thêm một cái bàn ở đây thì nó làm như có vẻ là nó hơi chật một chút đấy, thì cháu Lực cũng đã nói với bà rằng là mình chỉ cần mua một cái bộ bàn ghế để cho mấy anh em, để cho ba ông cháu là ngồi ở bên kia uống nước cũng như là ăn cơm bên kia cũng được. Tại bếp mọi cái thì cũng đã ốp lát xong hết rồi. Đấy, còn là về cái đường nước ấy, đường nước thì cháu Lực sẽ thiết kế sau. Đấy, hóc viên lên lên ngài bà dè mà nè. Ừ, đây ngài ra. Đây lên sửa ra mà các yên tâm mà nổ. Ông thì cũng phải nói là rất là thích cái ngôi nhà rồi, hầu như là bản không có ngôi nhà nào nữa, cho nên là rất là yên tâm, rất là gọi là ấy rồi cô bác ạ, ấy rồi. Đấy, ở đây thì tôi bắt lên năng này đằng đào phay đến nó dè nổ. Đấy, ông bảo là chỗ này vẫn còn ngồi để mà sưởi lửa được, sưởi ấm được. Đấy, một cái ngôi nhà vùng cao nếu mà không có cái bếp lửa các bác thì nhìn cái ngôi nhà nó rất là như kiểu là u ám một chút. Hay cửa sổ mọi cái thì phòng khách thì làm 3 cái cửa sổ. Hay phần sân thì bây giờ là rộng rãi, là ở đây tha hồ là chạy nhảy rồi nhỉ. Cái xe của Sử thì không để đây à, hay là để đâu? Để nhà chú à? Đấy, còn ở bên này thì chắc là mấy nữa là anh em mình sẽ phải là để vào bao tải ấy nhỉ? Nếu mà không để bao tải thì mình cứ để đây thôi cũng được đúng không? Cái này thì có cần gỡ ra không? Này để nó chắn cái này nhá. Cái này để cho chắn cái này thì không có gỡ ra nữa. Còn cái này thì đã gỡ rồi đúng không? Em thử đây. Em gỡ cái chỗ này ra đi. Đấy, ở cái chỗ này thì khi mà cháu Lực đổ nền nữa các bác này, thì cháu Lực cũng đã để thêm một cái cây, để cũng như là làm thêm một cái ránh để sau này khi mà tắm rửa mọi cái hay là giặt áo ở bên kia thì cái ránh nó sẽ chảy ra bên này. Đấy, cái ránh thì cháu Lực làm cũng khá là lớn rồi. Ở đây cái nguồn nước này thì bây giờ vẫn còn là đang có đấy các bác. Nguồn nước này thì để mà ấm quá nó không có là ấm các bác. Nguồn nước này nó chỉ là nguồn nước nó bị dò từ đâu ra thôi. Đấy, ở đằng sau này thì tất cả mọi cái là làm là để nó xuống dốc dốc một chút các bác, nó dốc dốc một chút để nó nước nó có thể là nó sẽ chảy ngược lại đi vào phần cái ránh. Đấy, còn nước thì bây giờ vẫn còn dò ra thêm một chút nữa này. Này nhưng mà cứng thì tháo ra đi, cứng rồi đúng không? Đấy, cứng thì tháo ra luôn đi. Đấy, tháo ra xong là mình cất đi tấm ván đi thôi. Xe thì buổi tối có để trên này không? Không đâu à?
Ý dài. Hôm nọ mình đóng có vẻ là cũng cứng phết đấy nhở. Chỗ này thì bây giờ chắc là phải xếp gạch vào đây một tí sửa để cho nó ở đây có chơi bi được không Hải? Đây có chơi bi được không? Chơi quả bi á? Chơi được rồi đúng không? Xếp ra đây một tí nữa để sự còn lấy xe mà đi qua. Này gỡ ra xong là nhìn sơn. Ở đây thì làm nó dốc dốc một chút các bác. Khi mà nước nó chảy xuống thì nó sẽ đổ xuống đây. Cái này thì kệ nó nhá, cứ để như này luôn nhỉ, để cho đá này nó không chảy vào sân đấy. Ôi cái áo của ai đây? Sư áo cú á. Ôi áo này áo của Sư của Hải, của Hải á. Ây à, áo này thì chắc là độ Hải tầm độ tầm 8 tuổi à. Chắc là mang lên để làm rẻ lâu đây nhỉ. Áo này thì cất đi, nếu còn đẹp thì cất đi cho con nhà chú Hải. Đấy. Có mình có thì mình khi mà các em không có mình biết ra chia sẻ cho các em một chút. Ôi giời còn mát hay nhở? Có cắt này đi không? Cắt đi không hay là để đấy? Hả? Đây, xem nào, dao của anh ở đâu? Cắt cổ ấy nhở? Của Hải nữa, xử nó ra đây anh cắt luôn à. Áo thì còn là mới luôn, còn là nguyên tem nguyên mác luôn. Nhưng mà đừng có cắt hay là không cắt cái này nhỉ, xử nhỉ? Không cắt cái này. Cái này. Cắt đi à? Vâng. Thì mình cứ mặc thế để người ta biết mình có áo mới. Có không? Này, phần quà của bác Tiên thì cháu Lực cũng đã trao xong và bây giờ hiện tại thì tất cả là làm xong mọi cái của bác, còn là phần là vật liệu thì cũng chỉ có dư là đá là nhiều thôi, còn là song xanh ví dụ như là xi này, sỏi này, xi này, gạch này thì cháu Lực đã lấy nó đủ cái số liệu đó rồi, dư ra thì nó chỉ có dư ra độ một chút là những cái viên bên kia là của bác này, những cái viên ở đây thì nó không còn là dùng được nữa rồi, là nó đã bị có thể là trong quá trình mà vận chuyển vật liệu các bác thì nó bị sức mẻ một chút hay là nó bị gãy làm đôi ấy, thì mình không thể tránh khỏi được hay những cái điều đấy cả. Này một tí thì lấy đốt đi này. Hải. Đấy, mấy anh em tự làm thì có thể là nó hơi gọi là không có được bằng phẳng hay là mịn màng một chút của bác ạ. Hay nhưng mà cũng tiết kiệm đi một cái khoản là rất là lớn. Ở đây thì cháu Lực cũng sẽ nói luôn là cháu Lực cũng đã nói rất là nhiều lần rồi là cái phần làm sân này thì cháu Lực trích cái tiền sơn của các bác gửi cho cháu Lực, và cái tiền sơn này thì cháu Lực bác nào gửi cho Lực thì hôm nọ cháu Lực cũng đã nói thêm một lần nữa rồi, và qua cái thước phim này cháu Lực sẽ nói thêm một lần nữa của bác nhé. Và hiện tại cháu Lực đã chi tiêu đi là đi bao nhiêu rồi đấy. Đấy, cái khoản tiền sơn này thì là được bác Kim Hoàng là gửi là 3.100.000, và thứ hai thì được chị Trần Đỗ Giáng My là 2.500.000, thứ ba thì gồm hai chị Nguyệt Thúy là gửi 2.500.000 gửi 2 triệu, và thứ tư thì được bà Vương Kim Thanh là gửi 4.824.000, thứ năm thì có bác Sang Dan Olin Oliva gửi 4.824.000, và thứ sáu thì có bà Mary Vương gửi 2.412.000, và thứ năm thì có bà Đàm Thị Thảo gửi 1.206.000. Tổng cộng cháu Lực nhận được của các bà các bác gửi cho cháu Lực là 20.866.000, và trong đó thì cháu Lực đã thuê mấy anh em thợ là làm hết đi là 19 triệu rồi. Bây giờ thì hiện tại là các anh chưa có đi làm,
Cái phần giá này thì cháu Lực cũng đã hỏi các anh, bảo là một cái giá như vậy thì là 19 triệu. Còn là tiền sơn tất cả mọi cái thì cái sơn lên thì cháu Lực chỉ kiểm tra xem đúng cái màu sơn và đúng cái chất lượng của sơn không thì cháu Lực mới là cho các anh vào sơn, thì cháu Lực mới trả tiền cho các anh. Và còn là dư là 1.866.000 thì cháu Lực xin của 7 bà, của các bà với các bác, là gồm trong đó có 7 người. Đó, thì cháu Lực đã xin đi, là số còn lại thì cháu Lực đã xin để làm đổ cái phần sân rồi. Cái phần sân này thì cháu Lực lấy xi ở dưới xá luôn. Ở đây thì lấy 1 tấn cho nên là cháu Lực lấy ở dưới xá luôn. Là xi này là lấy 1 tấn là 2 triệu đồng. Và trong quá trình đó, khi mà cháu Lực đi vào làm thì cháu Lực mua nước là hết 150.000. Mua nước cũng như là mua thạch hôm nọ mấy anh em ăn đấy các bác ạ. Và mua cái cây thước để mà gặt ấy, thì là hết 100.000. Thì cháu Lực đã chi đi là 2.250.000 rồi các bác ạ. Đấy, còn là cái phần mà còn thiếu đi một chút thì cháu Lực sẽ lại tính toán và trích cái phần ở bên quý ra để mà bù vào đấy thêm một chút các bác nhé. Đấy, còn là tiền quý thì là hiện tại hôm trước cháu Lực cũng đã nói với em Sử là còn là bao nhiêu rồi. Đấy, bây giờ lắp cửa nó thôi. Cửa này thì nó cháu Lực cũng đã hỏi là khi mà cháu Lực đi vào làm thì nó rơi vào tầm cái phần là cửa này, thì là cháu Lực cũng đã chọn được màu và làm hết rồi. Đấy, thì khi mà các anh lắp xong hết mọi cái thì cháu Lực sẽ công khai cái phần cửa đấy sau và công khai tất cả cái số tiền mà tài chính hay là cháu Lực nhận được, còn là dư ra bao nhiêu đã. Còn là phần bây giờ thì còn phần điện với lại phần nước nữa, thì cháu Lực sẽ làm phần điện phần nước này thì chắc là làm thì công cán nó cũng không có bao nhiêu cả. Cái phần đấy thì anh em trong tem thì không biết làm, thành ra là sẽ lại thuê người ta ra làm các bác ạ. Còn là đường điện mọi cái thì mình lấy ở đây luôn. Hay ở đây thì nhà Sử thì cũng ở đây luôn, thì mình có thể câu ở trên này ra vào nhà một chút cô bác. Ở dưới kia thì chắc chắn là vẫn còn là sử dụng điện, vẫn còn là thêm là một cái máy sắt này, còn là bật là thêm cái bóng điện rất là nhiều cái, cho nên là mình không thể là dứt đi ở dưới được cả. Hay có thể là sau này là khi mà làm nhà hai ông cháu xong thì trâu lợn gà thì có thể là vẫn còn để dưới được cô bác. Tại vì ở đây thì nó rất là gần, nó không có xa gì cả. Ở trên này gọi cái nhìn cái là thấy cái chuồng trâu, thấy cái chuồng lợn, thấy cái ngôi nhà luôn. Và khi mà cháu Lực hoàn thiện cho tất mọi cái thì cháu Lực sẽ đi vào và công khai. Rồi đó thì đến lúc mà làm tân gia xong thì nếu mà cháu Lực nhận được những cái phần quà của các bác thì cháu Lực lại tiếp tục lên trao cho hai anh em. Còn không nhận được thì cháu Lực vẫn sẽ là lên thăm các em, nhưng mà sẽ lên thăm các em không như thường xuyên như bây giờ nữa. Vâng. Bây giờ thì trong quá trình mà đang làm nhà thì anh có thể là lên liên tục. Anh có thể là một ngày có thể lên 2-3 lần. Vâng. Hay là một ngày anh có thể lên là anh em mình chạm mặt nhau chán thì thôi. Vâng. Nhưng mà em có chán không? Không ạ. Khi mà cháu Lực lên thì cũng đều dặn dò hay là dạy dỗ cho các em rất là nhiều điều. Có lúc thì nóng nói, lạnh nói, tất cả mọi cái rồi, chứ không có cái gì mình mềm mại thì được cái mái cả cô bác ạ. Đấy, ở đây thì các em cũng rất là tôn trọng cháu Lực, cũng không cần cháu Lực phải là nổi nóng hay là nói nhiều cả. Đấy, ở đây thì khi mà các em đã biết điều rồi thì các em cũng tự nhìn nhận được ra rằng là khi mà cháu Lực lên chia sẻ, các em có được những cái thành quả hay là được các bác giúp. Ở đây thì tất cả công mọi cái thì không phải là một mình cháu Lực đâu, còn có cả bạn Trình lên chia sẻ nữa. Và điều quan trọng nhất thì là được các bác Mạnh Thường Quân ủng hộ mới có được cái thành quả, mà có được một ngôi nhà đẹp như hiện tại các bác ạ. Cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.